Ngày trước Cam có viết bâng quơ một cái đoạn ngắn về tình yêu mà bây giờ luôn Cam đọc lại Cam vẫn thấy rất là vui. Đại loại là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu không phải là gặp được người yêu mình hay là người chiều chuộng mình, mà đó là khi mình gặp được một cái người và mình chỉ muốn dành hết tất cả thời gian còn lại trong cuộc đời này để cùng cái người đó nói chuyện, nói về những câu chuyện chẳng đâu ra đâu, những câu chuyện bâng quơ. Tình yêu là khi mình không có ngập ngừng viết tin nhắn gửi đi mà bỏ qua chuyện ai sẽ là người nhắn tin trước. Tình yêu là khi mình vô thức bấm gọi cho người đó và hét to lên: anh có nhớ em chưa? Xong rồi cúp máy. Tình yêu là khi chỉ đơn giản là gọi anh ơi, rồi cười không nói gì cả. Tình yêu là khi chúng ta gặp nhau chẳng cần làm gì cả, nhưng cũng thấy yên tâm. Bởi vì lúc đó mình biết được rằng là người ta cũng có cảm giác giống như mình. Đó chính là yêu. Không biết mọi người như thế nào, nhưng mà Cam là một người sống rất là cảm xúc. Cam luôn muốn cho cái người mình yêu thương á biết được tình cảm của mình. Nếu mà Cam thực sự thích một người nào đó rồi thì Cam luôn muốn nói cho họ biết là Cam thương họ, Cam thích họ, giống như gia đình mình nè, hoặc là một cái người bạn trai nào đó. Tại vì Cam thấy trên đời này có nhiều vấn đề rất là lớn lao và mọi thứ rất là vô thường. Ví dụ như là dịch Covid-19 nè, không ai biết trước được điều gì vào ngày mai. Cho nên là cái chuyện tình cảm của mình nó nhỏ xíu à. Cho nên là Cam không muốn bị bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hết, chỉ vì cái tôi của mình. Cho nên là ví dụ người ta không có thích Cam á nha, nhưng mà Cam thích người đó thì Cam cũng vẫn muốn nói ra là Cam rất là thích người đó, để cho họ biết được tình cảm của mình. Và trước tiên hết là để cho bản thân mình cảm thấy thoải mái.